Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với cả chương trình tư vấn rồi, không phải là QA đây nữa, TV không phải là QA nữa anh em nhá. Thì gần đây thì gọi là anh em biết rồi đấy, là CPU Thế hệ 13 ra mắt rồi. Rất nhiều đồ mới, nhưng mà em thấy một điều là Thế hệ 13 nó mặc dù nó mạnh hơn nhưng mà không được gây tiếng vang to như 12 nhỉ. Anh nghĩ vấn đề bây giờ là do thị trường đang chững lại, tại vì bây giờ cạc, bây giờ đầu mới chỉ nghĩ đến cạc thôi. Đầu mới nghĩ đến cạc thôi. Bây giờ như Thế hệ 11, kể cả 11 bây giờ em dùng những con thể 17 vẫn rất mạnh. Vẫn ok. 13 thì bây giờ chỉ 12 cũng rất là mạnh, cũng về đơn nhân vẫn chơi vẫn rất là ổn luôn, không vấn đề gì cả. Nên bây giờ ta, ô cạc rẻ quá, CPU mua làm gì đâu. CPU mua làm gì, người ta bắt đầu tiền mua cạc đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà chúng mình vẫn phải làm một video để tư vấn về CPU. Chẳng cho các bạn nào đã có cạc rồi. Cho các bạn đã có cạc rồi mà muốn gọi là nâng tầm trải nghiệm của mình lên. Thế thì hãy bắt đầu đến cái mục đầu tiên đi, là CPU đáng mua nhất nhá. Tức là nó phải cân bằng về mọi thứ luôn, âm dương hòa hợp đấy, trời đất trung hòa và mặt sinh sôi ấy. Đó, phải có hiệu năng tốt này, hiệu năng đơn nhân tốt, đa nhân tốt này, làm việc tốt, chơi game tốt này, giá tiền cũng phải tốt nữa. Nói chung là như bác Hồ dạy vậy. Thì vậy em có ý kiến là con nào? Em nghĩ là con 13600K là một con rất chuẩn. Nó tiếp nối 12600K. Vâng, 12600K là một con rất tốt, nhưng 13600K còn tốt hơn. Đấy, đó là nâng cấp của 12600K. Các bạn nào mà chưa mua 12600K thì bây giờ mua 13600K đi. Là chuẩn rồi. Mức giá của nó thì cũng khá là ổn áp, khoảng tầm 8.9 triệu với cả phiên bản không F, còn phiên bản thường ấy, còn 8.3 triệu với cả phiên bản F. Đấy, và cái hiệu năng đơn nhân lên này thì tốt lắm, ngon lắm. Và chơi game bằng với cả gần với cả con 13.000K. Mà hiệu năng đa nhân nó lại bằng với cả con 12.700K anh ạ. Tức là gần chạm bằng i7. Vina bằng i7 đấy, tại vì nó gấp đôi số lượng nhân e lên. Thế mà điện ít hơn nhá, nhiệt ít hơn nhá. Tại sao mà không mua đúng không? Đúng rồi, nó còn mới hơn nữa. Mà các bạn có thể gắn bên cũ được. Thế giới moi hả không? Anh em mua đi. Nhưng bây giờ nhá, anh có một câu hỏi là bây giờ mức giá các bạn thấy là con 13600K F là 8.3 triệu. 8.3 triệu. 13900K thường là 9 triệu, chênh nhau 700.000, nó gần 10%. Vâng, 10%. Thì mức giá này bây giờ chênh này không quá nhiều như ngày trước. Ngày trước là chênh khoảng tầm hơn triệu. Ngày trước là kiểu ví dụ như là con không F thì là 4 triệu, còn con F là 3 triệu rồi thế. Nên là bây giờ có phải bài toán đặt ra là khi các bạn đã bỏ ra khoảng tầm 8 triệu, 9 triệu cho CPU rồi thì anh muốn trở thành vương giả không? Anh nghĩ là bây giờ mua dòng K thường lại hay hợp lý hơn KF. Tại vì K thường dù gì khi mà chẳng may các bạn bị lỗi hệ thống ấy. Đúng rồi, bị lỗi hệ thống. Thì K thường nó vẫn cho các bạn xuất hay xuất hình. em vừa có đứa bạn nó tự dưng nó uống nước nó sặc, xong rồi là nước nó bắn vào cả màn hình, bây giờ cả chết rồi. Mà nó dùng con chip F thế là nó không lên được nữa. Là nó. Và chẳng may các bạn mà thích livestream hay là cắt clip highlight chẳng hạn. Rồi, vẫn có. K thường lại ngon. Đấy, vẫn có UHD graphics để giúp anh em. Nên là bây giờ anh nghĩ là con 13600K hợp lý hơn cái F, tại vì giá chênh lệch khi các bạn đã bỏ ra 8-9 triệu rồi thì chênh lệch giữa khoảng tầm 8-700 nghìn nó không phải là lớn. Đúng. Ví dụ tầm 2-3 triệu thì 700 nghìn là lớn đấy. Đúng rồi. 8-9 triệu thì nó là câu chuyện khác. Là bé rồi, là câu chuyện bé rồi. Đấy. Nói chung là đấy nhá anh em nhá, 13600K hợp lý để mua. Rồi. Còn nếu mà bây giờ anh em đang có một bộ máy cũ, chẳng hạn như bộ máy AMD cũ đi, thì con CPU đáng nâng cấp nhất thì em nghĩ rằng là có hai lựa chọn trong đầu em cơ, là một con là 5700X, nhưng mà một con nữa là con 5800X3D. Con đấy thì 5800X3D thì con đấy thì không nói gì rồi. Nó đang được bút. Nó như kiểu là nó là một con CPU kiểu thần thánh ấy, kiểu nó bị kiểu chơi đồ ấy. Nó bị chơi đồ 3D hiểu không? Đấy, tức là nó hiệu năng đơn nhân của nó, chơi game của nó nhá, cao gần bằng với cả 12.000K và 13.900K luôn. Chơi game thoải mái. Nhưng mà mức giá nó hơi đắt anh nhỉ. Bây giờ là 11 triệu. 11 triệu mà hiệu năng đa nhân của nó chỉ bằng với cả gần bằng với cả con 10.900K thôi, tức là còn yếu hơn cả 12.900K. Tức là bây giờ để gaming là chính thôi. Các bạn chỉ gaming. Nếu mà các bạn đang muốn nâng cấp bộ máy của mình lên, tự dưng nhá, bộ máy bạn đang là kiểu B350 dùng chip Ryzen đời 1 đi, 1000 đi, và tự dưng bạn có cơ hội mua 3080 thì đây, con này là nâng cấp hợp lý, bởi vì bây giờ anh em chỉ nâng boost một chút là anh em có thể cắm một đấy vào được luôn. Đúng rồi. Tự nhiên các bạn vào anh trừ 1.5 là tự nhiên các bạn lại có thể đủ. Tự dưng được luôn. Đấy, hợp lý. Đấy, nên là... Nhưng mà bây giờ em có lưu ý gì cho các bạn khi mà về main boss, thế hệ nào? Các bạn có thể... Thực ra thì theo như Z1 nhiều... đầu 1 thì thôi, vứt thôi. Theo như nhiều bài test thì em thấy là những con B350 dù kể cả cơ bản vẫn có thể chơi game với cả con 5800X3D này thoải mái, không vấn đề gì cả. Tức là đầu 3 trở lên. Đầu 3 trở lên. Và nó phải dòng tốt một tí, chứ đừng mua dòng B350 2 triệu. B350, không, A320 vứt. Đấy là lý do mà Hoàng cũng đã tư vấn cho các bạn trên livestream, đó chính là mua mainboard cho AMD, hãy mua mainboard xịn. Mua mainboard xịn, đúng không? Để sau này con dùng được không? Con cháu bạn con dùng được chứ. 5 năm bỏ con cháu rồi. Rồi, ok, tiếp theo nữa chúng ta sẽ có là Best Gaming. Không có gì nói ngoài 13.000K rồi.
bao năm nay nó vẫn không thay đổi. Đúng rồi, không thay đổi, những con 900K như thế không thay đổi. Cái đợt mà ra 5800X3D thì nó có hơi bị lung lay một chút về cái hiệu, về gọi là vị thế, nhưng mà 13900K thì best rồi. Nó không chỉ về hiệu năng gaming nhá, nó còn về đa nhân, về đôi nhân, về tất cả các loại nhân luôn. Đấy, anh em chơi thoải mái luôn. Đấy, thực sự em nhiều tiền. Nhưng mà mức giá của nó thì hiện tại là đây, cái này là cái chênh lệch cũng 900 thôi nhỉ. 16 triệu rưỡi cho con 0K, không F, còn con F thì là 15 triệu 6. 15 triệu 7 á. 15 triệu. Không, 15 triệu 7, 15 triệu 7. Thì thêm có 800. 800 thì không đáng. Thôi đừng mua, đừng mua KF, thật sự đừng mua KF. Hãy mua dòng K thường cho mình. Tại vì chẳng may các bạn tèo cả chẳng hạn thì nó còn, bây giờ con ca thường bán thì nghĩ là bán sẽ cũng khá ép. Đúng rồi, ca thường bán sẽ cũng khá ép. Với cả bạn phải làm cho mình là mua một con tản nhiệt tốt. Đúng rồi. Con này rất nóng. Nhưng hôm qua anh em mình test được con này. Anh em mình vừa bật một phát lên, toàn ngất lên gần trăm độ luôn. Lên trăm độ luôn, xong rồi nó bị thơm một tô linh luôn. Đấy, giảm xuống xung 5.3. Đấy, đấy là một tản EO 360 rồi nhá. Nên là cố gắng làm một bộ custom tại Hà Còn mình bạn nhá. Ok. Rồi, cuối cùng. Và có tặng con giá rẻ. Cái là CPU budget tốt nhất. CPU budget tốt nhất thì nói thật là em nghĩ rằng là 12100 quá là một cái vị trí quá là lớn. Hiện tại thì coi như là dòng Ryzen 3000 coi như là biến mất rồi. Còn không thấy có con nào mới rồi. Nhưng tầm này thời gian anh nghĩ với mức giá chênh lệch bây giờ là F. F là hay hơn. Bây giờ thì F lại hay hơn. Vâng, F lại hay hơn. Nếu mà bạn chơi game nhá, mà bạn kiểu budget của bạn cái tầm tiền bạn là nhỏ đúng không? Thì ok bạn làm cho mình con F. Bởi vì con F là 2.6 triệu mà trong khi là tức là chênh lệch khoảng tầm 600 anh nhỉ? 600. 608. Alo. Alo 700. Ui. 700 thế 700. Thì bây giờ dòng F này hợp lý. Vâng, dòng F thì hợp lý bởi vì đơn giản là 700 của 3 triệu nó rất là to so với cả 700 của 16 triệu anh em hiểu không? 700 hoàn toàn các bạn có thể nâng thẳng nhiệt cho CPU này. Nâng main xịn hơn. Nâng main xịn hơn. Nâng cả xịn hơn. Có cả cũ. Hoặc là các bạn có thể ví dụ tổng từ bản thấp một cái như TOF các bạn nâng lên bản RAW hơn là. Đúng rồi. Đấy. Thế RAM mới hơn, RAM xịn hơn, ổ cứng xịn hơn, vân vân. Đấy, thế nên là nếu mà bạn chơi game thì chọn con đấy cho mình. Còn nếu bạn dùng văn phòng thì ok, dùng con thế cũng không ép nha. Tổng hợp lại thì tức là khi các bạn nhiều tiền các bạn mua từ i5 dòng K đổ lên ấy, thì hãy mua dòng full đừng mua bản F. Nhưng mà khi các bạn đã mua dòng giá thấp ấy thì dòng F lại hay hơn khi mà các bạn chơi game. Đấy, mà em tính ra nhá, có vẻ như là Intel họ định giá cạc on của họ là 700.000. 700.000 cạc on à? 700.000. A380 là bao nhiêu? A380 4 triệu. 4 triệu tức là 76 gấp 6 lần cạc on. 6 lần cạc on. Rồi, đấy. Thế thì nhưng vẫn có một cái nữa là những con CPU bạn không nên mua trong thời điểm hiện tại. Đó, thì sẽ có hai con CPU nhá. Một con CPU và một dòng CPU. Đầu tiên là con CPU 4500. Đấy, đây là con Ryzen 4500. Nghe có vẻ to hơn 3000 nhưng mà nó lại yếu hơn 3600 anh ạ. Ê chứ. Thế thì thôi với mức giá khoảng tầm là nó không, nó có 2 triệu 7 thôi. 2 triệu 7. Nó 2 triệu 7 nhưng mà thì... nhưng mà kiểu nó không đáng để mua ấy. Tức là kiểu thời điểm này nó dưng bỏ 2 triệu 7 để mua một con CPU yếu hơn. 2 triệu 7 anh mua 12100F. Ừ đấy. Mà con đấy là hiệu năng chơi game to nhiều cao nhiều nhá, 12100 cao nhiều nhá. Đấy nhá. Còn đấy, còn nếu mà bạn đang dùng AMD thì đấy 5800X3D mình đã bảo rồi. Đáng mua. Ngoài ra một dòng sản phẩm không đáng mua chính là Ryzen 7000. Thực sự là mình là một người rất là muốn ủng hộ Underdog phải không? Muốn ủng hộ AMD. Nhưng mà thực sự dòng 7000 tệ. Không phải tệ về hiệu năng nhá, mà nó tệ về mức giá. Và cái mức giá để vào cái platform họ nữa. B650 đắt kinh khủng khiếp này. RAM DDR5 đắt kinh khủng khiếp này. Chip cũng không đắt nhưng mà nó không hiệu năng, nó không bằng với cả giá tiền, tức là hiệu năng nhà giá tiền nó không cao. Theo kinh nghiệm của mình chuột bạch ấy, thì các bạn đừng chuột bạch những thế hệ đầu tiên. Đúng rồi, đừng chuột bạch thế hệ đầu tiên, hãy đợi đời 2, đời 3 kiểu. Đúng rồi, 8000 có thể là ngon. Và main board bây giờ thực sự là mức RAM 5 giá nó quá mặn. Và RAM mà main nhìn dòng B cũng vặn chát nên là mình nghĩ là tầm đấy các bạn chuyển qua đội xanh đi. Đúng rồi, đội xanh. Đấy, và đó là những con CPU mà chúng mình tư vấn cho các bạn nhá. Và đảm bảo rằng nếu bạn mua những con CPU đấy, chắc chắn việc chơi game, việc làm việc và tất cả mọi thứ bạn sẽ đều mượt mà và êm dịu luôn. Đúng rồi, và các bạn đừng quên là nói không ra thường đấy. Đấy, những con CPU đây là sẽ là những con CPU có mặt tại Hacom. Các bạn có thể xuống ngay Hacom bất kỳ chi nhánh, bất kỳ chi nhánh nào có khi có hàng là bạn xuống mua được nhá. Nói chung là có thể hốt được ngay. Rồi, còn bây giờ xin chào các bạn ở số tư vấn tuần sau.